Vâng, đôi loa bên ngoài kia thanh lý hộ bác khách Thái Bình hơn 1 triệu đồng đã lên đường về Thái Nguyên bác nhá. Đấy. Vâng, bên em thì rất là nhanh, giải quyết rất nhanh cho các bác. Đây là một bộ sự kiện các bác ơi. Đấy, 67.500.000. Các bác được một bộ sự kiện em chia sẻ các bác này. Tận dụng với cái mức tiền êm ái nhất thì đây là một bộ cực kỳ hay, vì cặp loa này tiếng nó rất là sáng và lực. Các bác có thể dùng ngoài trời rất là tốt. Về cái chất âm của nó cũng xem nó so với cả những cái loa tay array như em bán DB kia thì nó sẽ kém hơn một chút, nhưng về cái độ chất hay của nó thì nó rất hay. Vâng, rất là hay. Mỗi bên là hai chiếc loa, thì nó rất là tuyệt vời rồi, nó rất là khỏe khoắn. Quả súp là súp bãi nhá, loa là loa bãi xịn, nó được sử dụng cái bát của RCF tép điên si, thì cho nên nó đưa ra cái giải lời rất là sáng và mạnh. Đấy, các bác đừng đùa với nó nhá, chỉ có 10 triệu một cặp thôi. Tổng bộ này tất cả đầy đủ các thứ, không ba bộ mic không dây và vang rồi đẩy rất là khủng, giá tổng mới có 67 triệu. Hỏi các bác này, bao giờ ghép được cái bộ cao kê để đi phục vụ với cái giá mức như này, và nó rất là hay, cực hay luôn, và nó mạnh lắm các bạn, đánh tức ngực luôn. Các bác dùng đám cưới hoặc những sự kiện nhỏ nhỏ rất là tuyệt vời. Các bác có thể muốn lưng đời đi, thêm đẩy đi, thêm những cặp loa. Đấy, còn các bác nào có điều kiện về những sản phẩm loa tay ở đây thì bên em rất là nhiều đó nhá. Hãng DB Acoustic là bên em, hoặc là dạng JD một số hãng em rất là nhiều, nó tầm 25 triệu, hay là CAF nữa. CAF thì có những cặp nó 40-50 triệu một cặp cơ. Đấy, bên em rất là nhiều cái sản phẩm, các bác thích kiểu gì em chiều kiểu đấy các bạn. Đấy, và đây là bộ rất là tiết kiệm được tiền mà các bác vẫn được sản phẩm để đi phục vụ kiếm tiền. Cảm ơn các bác rất nhiều.